Kính chào quý vị và các bạn, kính chúc quý vị và các bạn một ngày tràn đầy năng lượng và làm việc hiệu quả. Sau đây, mời quý vị cùng đến với các tin chính ngày hôm nay của kênh Tin Mới. Bản tin thời sự tổng hợp tất cả những thông tin nóng hổi mới nhất trong ngày hôm nay. Xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Có ít nhất 19 người thiệt mạng, gần 1.000 người bị thương và hàng chục ngàn người phải sơ tán sau khi một trận động đất với cường độ khoảng 6,4 độ Richter xảy ra tối thứ Sáu ở phía đông Tứ Xuyên, Trung Quốc. Theo China Times, Reuters đưa tin, trận động đất với cường độ 6,4 độ Richter xảy ra vào lúc 21 giờ 20 ngày thứ Sáu tuần trước theo giờ địa phương, cách thành phố Lô Châu về phía đông chừng 11 km, tâm chấn ở độ sâu khoảng 10 km. Theo cơ quan khí tượng Trung Quốc, khoảng 40 phút sau trận động đất 6,4 độ Richter, một dư chấn với cường độ 5,7 độ Richter đã xảy ra sau đó. Cơ quan khảo sát địa chất Mỹ ghi nhận một trận động đất 5,9 độ Richter tiếp tục xảy ra sau đó vài giờ. Liu Enbiao, một người dân cho biết, rung lắc nhẹ rồi mạnh dần và kéo dài khoảng 30 giây. Quận Long Mã Đàm ở sát tâm chấn nên bị thiệt hại nhiều nhất, với hơn 20 tòa nhà bị phá hủy và bùng phát nhiều đám cháy. Có một tiếng động lớn và toàn bộ ngôi nhà rung lắc dữ dội. Ngô Cường, một người dân ở Long Mã Đàm, kể, đồ đạc và giá sách đổ xuống, sách tung tóe trên sàn nhà. Theo đài truyền hình CCTV cho biết, trận động đất khiến ít nhất 19 người thiệt mạng, gần 1.000 người bị thương, trong đó 600 người đang được điều trị tại bệnh viện, khoảng 16.500 hộ gia đình mất điện và 38.000 ngôi nhà không có nguồn cung khí gas. Theo Reuters cho biết, khoảng 44.400 người đã được sơ tán tính đến 5 giờ sáng thứ Bảy. Theo China Times, giới chức Trung Quốc xác nhận 3 nhà máy thủy điện vẫn ổn định. China Times dẫn lời Thủ tướng Lý Khắc Cường cho hay chính quyền đã huy động cảnh sát, lính cứu hỏa và lực lượng phòng vệ tới hiện trường để hỗ trợ. Theo Reuters, có khoảng 500 binh sĩ. Ông cho hay chính phủ sẽ làm hết sức mình để hỗ trợ nạn nhân. Cơ quan Cảnh sát Quốc gia Trung Quốc nói rằng, tổng cộng 1.384 quan chức từ 19 tỉnh, thành đã đến hiện trường thảm họa. Cơ quan khí tượng Trung Quốc đã phát cảnh báo sóng thần nhưng sau đó đã hủy cảnh báo. Thưa quý vị, chiều qua, lốc xoáy bất ngờ tàn phá nhiều khu vực tại tỉnh Giang Tô, miền đông Trung Quốc làm ít nhất 67 người bị thương, hư hại 540 ngôi nhà. Lốc xoáy di chuyển khoảng 13,8 km qua các thị trấn Dương Châu, Trấn Giang, Thái Châu của tỉnh Giang Tô ngay sát thủ phủ Nam Kinh, làm hệ thống cột điện nằm trong khu vực bị đổ sập, nhiều nhà bị tốc mái, hệ thống cửa sổ kính tại hàng trăm ngôi nhà vỡ nát, hàng chục xe ô tô bị hư hỏng. Công ty điện lực Trung Quốc cho biết, lốc xoáy và sét cũng khiến trên 48.000 hộ gia đình tại Giang Tây mất điện sinh hoạt. Hiện chính quyền địa phương đã lập 7 khu vực cứu nạn. Theo Cục Khí tượng Trung Quốc, sau khi các đài quan sát khí tượng tại khu vực phát hiện sự di chuyển của các luồng khí nóng, ẩm và bầu khí quyển ở trạng thái không ổn định, cơ quan này đã ra cảnh báo có lốc xoáy tại tỉnh Giang Tô và Chiết Giang. Trong một cuộc họp báo, Thủ tướng Lý Khắc Cường cho biết, chính phủ đã cử một đội điều tra đến hiện trường để thu thập thông tin. Thủ tướng cũng lưu ý người dân thận trọng để tránh các tai nạn do các mảnh vỡ trên các đường phố hay do đường dây điện bị đứt gây ra. Một cơn điện chấn mạnh hôm nay đã làm rung chuyển vùng Tây Bắc Trung Quốc, khiến hàng trăm ngôi nhà bị đổ sụp. Trận động đất mạnh 5,2 độ Richter xảy ra tại địa khu Khách Thập thuộc khu tự trị dân tộc Duy Ngô Nhĩ Tân Cương vào 20 giờ 48 phút theo giờ Bắc Kinh. Xinhua đưa tin, tâm chấn của trận động đất ở sâu 10 km so với mặt đất, gần 300 ngôi nhà đã đổ sập sau cơn địa chấn, khoảng 2.000 ngôi nhà khác bị hư hại ở các mức độ khác nhau. AFP cho hay, gần 1.500 người dân đã được sơ tán khỏi nơi ở, lều trại và các thiết bị cứu trợ khác đang được vận chuyển tới vùng động đất. Tân Cương là đơn vị hành chính có diện tích lớn nhất tại Trung Quốc, nhưng chỉ có dân số khoảng 20 triệu người. Trong số này, người Duy Ngô Nhĩ chiếm phần lớn nhất với 9 triệu người. Các trận động đất rất hay xảy ra ở Tân Cương. Một cơn địa chấn mạnh 5,4 độ Richter tháng trước xảy ra ở khu tự trị này, khiến hàng trăm ngôi nhà bị hư hại. Hồi tháng 8, một trận động đất mạnh 5,2 độ Richter cũng xảy ra ở địa phương này. Vụ lở đất trên xảy ra hôm thứ Bảy vừa qua ở Trung Hưng, tỉnh Tứ Xuyên. Một quan chức của thị trấn này cho hay, đến nay họ chỉ biết có 11 gia đình đã bị chôn vùi trong vụ lở đất và hơn 200 người dân đã được sơ tán. Các nhân viên cứu hộ vẫn đang tìm kiếm những người sống sót. Truyền hình Trung ương Trung Quốc CCTV cho biết trên trang web của đài rằng 17 người đã thiệt mạng. Lực lượng cứu hỏa Thành Đô, thủ phủ của Tứ Xuyên, trước đó thông báo con số này là khoảng 30 đến 40 người. Mưa lớn đã hoành hành nhiều vùng của Trung Quốc trong những ngày gần đây, trong đó tỉnh Tứ Xuyên chịu thiệt hại nặng nề nhất, với 3 cây cầu đã bị sập trong lũ lớn kể từ tuần trước. Hơn 3.000 nhân viên cứu hộ đã được triển khai để tìm kiếm 12 người mất tích sau khi một cây cầu ở thành phố Giang Du sập xuống hôm vừa qua. Mưa lớn cũng phá hủy 300 ngôi nhà ở Tứ Xuyên và tỉnh Vân Nam lân cận, khiến 36.800 người phải đi lánh nạn. Vùng núi ở Tây Nam Trung Quốc là nơi thường xuyên xảy ra sạt lở và động đất. Hồi tháng trước, 46 người, trong đó có nhiều trẻ em, đã thiệt mạng trong một vụ sạt lở ở tỉnh Vân Nam.
hơn 1.000 nhân viên cứu hộ đã nỗ lực xuyên đêm dưới nhiệt độ băng giá để tìm kiếm những nạn nhân còn sống sót. Thiên tai khủng khiếp nhất ở Trung Quốc trong 3 thập kỷ gần đây là trận động đất tại Tứ Xuyên năm 2008, cướp đi sinh mạng của 87.000 người. Những công trình xây dựng chất lượng kém được cho là nguyên nhân khiến số người chết tăng cao. Giới chức Trung Quốc cho biết, trận mưa bão lớn đã gây ra lũ lụt tại nhiều thành phố thuộc tỉnh Tứ Xuyên, miền Tây Nam nước này, khiến 2 người thiệt mạng và hàng nghìn người phải rời bỏ nhà cửa, gây thiệt hại nặng về kinh tế. Tại thành phố Nhã An, chính quyền địa phương cho biết mưa lớn bắt đầu từ sáng Chủ nhật, gây lụt lội ở 3 vùng ngoại ô thành phố, ảnh hưởng tới đời sống của 18.900 người dân. Lũ lụt còn gây thiệt hại về kinh tế tới 145 triệu đô la khoảng 968 triệu nhân dân tệ. Để đảm bảo tính mạng cho người dân, cơ quan chức năng đã sơ tán hơn 7.500 cư dân và khách du lịch ra khỏi những nơi bị ảnh hưởng do mưa lũ. Trong khi đó, lũ lụt còn gây sạt lở đất tại một làng ở thành phố Bắc Xuyên, cắt đứt thông tin liên lạc cũng như cản trở giao thông tại một số tuyến đường tại các vùng ngoại ô thành phố này. Ít nhất 9 người đã thiệt mạng, gần 52.000 người dân tại đây bị ảnh hưởng. Nhà chức trách địa phương đã sơ tán 3.264 cư dân để đề phòng các sự cố có thể xảy ra. Lo ngại trước mức độ nghiêm trọng của mưa lũ, Ban Quản lý Sân bay Quốc tế Song Lưu đã phải hủy hơn 32 chuyến bay khứ hồi, ảnh hưởng đến 4.600 hành khách. Trung tâm Khí tượng Thủy văn Tứ Xuyên đã nâng tình trạng mưa bão từ báo động màu da cam lên mức cao nhất, màu đỏ, và dự báo sẽ có mưa rất lớn kèm theo sấm sét tại các thành phố Thành Đô, Nhã An và Đức Dương. Cùng ngày, chính quyền tỉnh Tứ Xuyên cho biết một chiếc cầu bắc qua sông Bản Giang ở thành phố Giang Du thuộc tỉnh này đã sập, khiến nhiều phương tiện và người đi bộ đang lưu thông trên cầu rơi xuống sông. Theo giới chức địa phương, vụ việc xảy ra vào lúc 11 giờ 30 phút theo giờ địa phương, thời điểm nhiều người và phương tiện trên cầu, do đó lực lượng chức năng vẫn chưa xác định được chính xác số người bị nạn. Đến chiều cùng ngày, mới cứu được 3 người. Giới chức địa phương đã khẩn cấp điều động 60 lính cứu hộ cùng 8 đội tàu thuyền để tìm kiếm những người bị nạn trong phạm vi 10 km dọc sông trên. Theo điều tra ban đầu, mức nước lũ 28.000 m khối giây là nguyên nhân có thể khiến cầu sập. Với chiều dài 250m và rộng 8m, cây cầu được xây dựng vào năm 1960, được tu sửa vào năm 2008. Thưa quý vị, báo chí Trung Quốc hôm nay đưa tin, mưa lớn khắp nước này đã cướp đi sinh mạng của thêm 35 người nữa và khiến gần triệu người phải di rời nhiều ngày qua không thể trở về nhà. Theo Tân Hoa xã, mực nước sông Hoài chảy qua những khu vực đông dân cư sinh sống ở miền Trung và miền Đông Trung Quốc, hôm nay đã dâng cao đỉnh điểm lần thứ 3 trong 10 ngày qua. Các nhà chức trách đang nỗ lực vận chuyển thêm liều bạt, thực phẩm, than và thuốc men cho hơn 11.000 dân làng sơ tán tới những chỗ ở tạm sau khi nhà của họ dọc sông Hoài bị ngập hết từ tuần trước. Tổng cộng nửa triệu người đã phải di rời ở các tỉnh Hà Nam, An Huy và Giang Tô. Tân Hoa xã cho hay, 35 người đã thiệt mạng bởi sấm sét và lở đất ở tỉnh Tứ Xuyên kể từ hôm qua. Các đường phố ở ít nhất 8 thành phố thuộc tỉnh này đều đã ngập trong nước. Ở thành phố Trùng Khánh, sấm sét và mưa lớn đã khiến khoảng 240 chuyến bay bị hoãn hôm nay, khiến hơn 5.000 hành khách mắc kẹt. Sông Dương Tử hiện cũng đang đối mặt với nguy cơ ngập lụt vì Tứ Xuyên, Trùng Khánh và các tỉnh Quý Châu, Hồ Bắc cạnh đó được dự đoán là sẽ bị mưa lớn hoành hành trong 2 ngày tới. Ở Tân Cương, mưa như chút nước đã cắt đứt tuyến đường sắt chủ chốt nối khu vực khô cằn này tới các tỉnh khác. Phó Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường hôm nay cảnh báo, tình hình lũ lụt sẽ vô cùng khắc nghiệt với nhiều trận mưa bão xảy ra trong mùa hè này. Lụt lội, lở đất và các thảm họa khác do mưa bão gây ra cũng đã cướp đi mạng sống của 411 người và khiến 105 người mất tích ở Trung Quốc tính từ đầu năm đến nay. Thiệt hại về vật chất ước tính khoảng 39,5 tỷ nhân dân tệ, khoảng 5,2 tỷ đô la. Thưa quý vị, trong vòng 20 năm qua, 28.000 dòng sông ở Trung Quốc đã biến mất, bằng 50% trong tổng số các dòng sông tại đất nước đông dân nhất thế giới này. Khai thác tài nguyên quá mức được cho là nguyên nhân chính gây ra tình trạng này. Theo hãng thông tấn Trung ương Trung Quốc, nhờ sự nỗ lực của 800.000 điều tra viên, Bộ Thủy lợi và Cục Thống kê Quốc gia Trung Quốc mới đây đã công bố kết quả của cuộc tổng điều tra thủy lợi toàn quốc lần thứ nhất, cho thấy số lượng các dòng sông có diện tích từ 100 km2 trở lên ở nước này đã giảm một nửa so với những năm 1990, nghĩa là trong vòng 20 năm qua, 28.000 dòng sông tại đây đã biến mất. Giới chức liên quan của Trung Quốc cho rằng nguyên nhân chủ yếu là do biến đổi khí hậu và kết quả các cuộc điều tra trước đây không chính xác. Tuy nhiên, nhiều chuyên gia môi trường lên tiếng chỉ trích rằng sự biến mất của các dòng sông cho thấy hệ lụy của việc khai thác tài nguyên vội vàng, quá mức và thiếu sự tư vấn từ cộng đồng. Theo Viện trưởng Viện Nghiên cứu các vấn đề môi trường công cộng Mã Tuấn, tùy các phương pháp điều tra khác nhau có thể dẫn tới số liệu khác nhau, nhưng việc có một lượng lớn dòng sông ở Trung Quốc biến mất là một sự thực không thể tranh cãi. Bởi vì Trung Quốc đã khai thác tài nguyên các dòng sông một cách thái quá, trong đó chủ yếu là khai thác nguồn nước ngầm, phá hoại môi trường và sa mạc hóa các cánh rừng. Ông Mã Tuấn cho rằng các công trình như đập Tam Hiệp là một trong những nguyên nhân dẫn tới sự biến mất của nhiều dòng sông. Chắc chắn thực trạng này sẽ ảnh hưởng tới nguồn cung cấp nước cho quốc gia đông dân nhất thế giới này.
vì theo Liên Hợp Quốc, Trung Quốc là một trong 13 nước thiếu hụt tài nguyên nước nghiêm trọng nhất toàn cầu. Trong một diễn biến liên quan, Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường mới đây đã cam kết tăng tính minh bạch trong vấn đề ô nhiễm môi trường, lo ngại vấn đề môi trường có thể trở thành một nhân tố gây bất ổn xã hội ở Trung Quốc. Còn theo tờ The Times của Anh, ô nhiễm môi trường đã thay thế tranh chấp thu hồi đất, trở thành vấn đề gây phẫn uất nhất đối với người dân Trung Quốc. Sự biến mất của các dòng sông tại đây vừa là vấn đề môi trường, vừa là vấn đề xã hội, vừa là vấn đề môi trường, vừa là vấn đề xã hội. Vừa rồi là những nội dung chính của bản tin mới nhất từ kênh Tin Mới mà các biên tập viên của chúng tôi đã tổng hợp. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian quan tâm và đón xem. Xin chào và hẹn gặp lại. Trên mạng xã hội xuất hiện hai video clip ghi lại cảnh hai người đàn ông bị tấn công ở trên tàu cá. Nội dung đoạn clip khiến người xem dùng mình cảm thấy sợ vì cảnh tượng quá hãi hùng. Ngay sau khi clip được lan truyền rộng rãi, thì cơ quan chức năng đã nhanh chóng vào cuộc xác minh và cho biết danh tính của ba nghi can gây ra hành động tàn nhẫn này. Danh tính ba nghi can tấn công dã man hai ngư dân. Những ngày qua, hai đoạn clip ghi lại cảnh hai người đàn ông mặt mũi sung húc bị một nhóm người tấn công vào nhiều bộ phận trên cơ thể đã khiến cho dư luận hết sức phẫn nộ. Hình ảnh của hai clip cho thấy vụ việc trên xảy ra ở tàu cá ở ngoài biển, nghi ngờ ở Cà Mau hoặc Kiên Giang. Trong đó có một đoạn clip được đăng trong một trang fanpage về Cà Mau với nội dung "Có ai biết vụ này không? Nghe nói ở Cà Mau, mong báo cho công an biết." Riêng tài khoản Facebook LT đăng đủ hai clip nhưng sau đó đã được gỡ bỏ. Theo đó, đoạn clip thứ nhất dài 2 phút 4 giây, ghi lại cảnh người đàn ông mặc áo thun xanh, môi bị sưng húp, bị hai người đàn ông khác tấn công. Họ dùng kim bấm vào môi và ngón tay và cả vùng nhạy cảm. Nhưng sau lần bị dùng kim bấm, nạn nhân chỉ biết la lên từng cơn và năn nỉ, tha cho tôi đi Hùng, tha cho tôi đi Hùng. Tuy nhiên, người này vẫn không dừng lại hành động của mình. Trong khi đó, nạn nhân đau đớn, khóc la, gãy tay rồi trời ơi, gãy tay luôn rồi. Đoạn clip cũng cho thấy những người xung quanh không có hành động can ngăn mà còn tham gia hăm dọa nạn nhân. Từ đây trở lên, mày kêu đến tên tao, tao đánh mày liền. Bên cạnh đó, nội dung clip còn có đoạn một người hỏi nạn nhân ăn cơm chưa, nạn nhân nói chưa thì có giọng nói chen vào, lấy phân ăn đi. Bị làm nhục như thế nhưng nạn nhân không dám nói tên người tấn công mình. Mặc dù những người trên tàu liên tục gặng hỏi thằng nào, nhưng người đàn ông luôn trả lời không có ai hết. Người kia vẫn không chịu dừng mà tiếp. Ở đây ba thằng, thằng nào cũng có tên, phải nói thằng nào. Nạn nhân vẫn nói không có ai. Ở clip thứ hai, nạn nhân mặc áo thun xanh bị một thanh niên dùng kìm bấm vào tay trái và một người lớn giọng hỏi, tao nói mày có sai không? Nạn nhân lý nhí đáp, sai và trả lời không có ai hết. Giờ vô là tôi không có nói cái gì đâu, mấy anh không có gì sai hết. Từ đây tới lúc vô không có chuyện gì hết. Sau đó người đàn ông này tiếp tục bị các đối tượng dùng kìm bấm vào lỗ tai. Tối ngày thứ tư, ông Nguyễn Văn Đen, Phó Giám đốc Sở Thông tin Truyền thông Cà Mau cho biết đã tiếp nhận thông tin phản ánh về clip người đàn ông bị hành hạ dã man gây bức xúc nói trên và cho biết đang rà soát xác minh. Đến ngày thứ năm, ông Trần Tuấn Công, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau cho biết clip này đã cũ vào khoảng tháng 5 năm 2021. Ông Công thông tin thêm, hiện tại chúng tôi đã báo cáo vụ việc với Văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh Cà Mau. Đến thời điểm này, Công an huyện Trần Văn Thời xác định được 3 nghi can và 2 nạn nhân có liên quan đến vụ việc. Cụ thể, 2 nạn nhân là ông Trương Văn Trung, sinh năm 1975, huyện U Minh Thượng, Kiên Giang, cư trú tại huyện Trần Văn Thời, Cà Mau, và anh Lê Văn Bình, sinh năm 1992, quê Kiên Giang, cư trú tại huyện Trần Văn Thời. Danh tính 3 người liên quan gây thương tích gồm Nguyễn Công Toàn, sinh năm 1988, cư trú thị trấn Sông Đốc, huyện Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau, Nguyễn Văn Tị, sinh năm 1988, ngụ xã Khánh Hải, huyện Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau, Nguyễn Văn Hùng, sinh năm 1984, ngụ thị trấn Sông Đốc, huyện Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau. Sau khi theo dõi clip, dư luận cảm thấy phẫn nộ bởi hành động tàn nhẫn, mất nhân tính của các đối tượng. Nhiều người xem để lại bình luận, dù với bất cứ lý do gì thì cũng không được phép hành động tàn nhẫn như thế. Hay cùng là con người với nhau, tại sao có thể ra tay đến mức này? Hầu hết mọi người đều cảm thấy rùng mình vì hình ảnh quá sức tưởng tượng, thương nạn nhân và bức xúc vì hành vi quá khủng khiếp. Tại sao vẫn chưa xử lý vụ việc dù đã qua 6 tháng? Đã 6 tháng trôi qua, vụ việc tưởng chừng rơi vào quên lãng, nhưng nay nhờ hai đoạn clip được đăng tải, cơ quan chức năng đã vào cuộc điều tra. Theo dõi vụ việc, dư luận tò mò, vậy trước đó bị tấn công trên tàu như thế nào, hai nạn nhân vẫn không tố cáo như lời hứa hay sao?
tại sao đến nay vụ việc vẫn chưa được xử lý. Theo báo cáo của Ủy ban Nhân dân huyện Trần Văn Thời, vào tháng 5 năm 2022, hai ngư dân đã đến công an thị trấn Sông Đốc, huyện Trần Văn Thời trình báo việc bị gây thương tích trên tàu cá biển kiểm soát BT97993TS. Cụ thể, trong hai ngày 28 và 30 tháng 5, hai ngư phủ Trương Văn Trung, 47 tuổi, ngụ xã An Minh Bắc, huyện U Minh Thượng, tỉnh Kiên Giang, tạm trú tại thị trấn Sông Đốc, Trần Văn Thời và ông Lê Văn Bình, 30 tuổi, ngụ huyện An Biên, Kiên Giang, tạm trú không cố định tại thị trấn Sông Đốc, Trần Văn Thời, đến công an thị trấn Sông Đốc trình báo về việc bị Nguyễn Văn Tị, 34 tuổi, Nguyễn Công Toàn, 34 tuổi và Nguyễn Văn Hùng, 38 tuổi, cùng ngụ huyện Trần Văn Thời, gây thương tích trên tàu đánh bắt thủy sản mang biển kiểm soát số BT97993TS. Theo đó, ngày 4 tháng 1, tàu đánh bắt thủy sản trên do bà Phạm Thị Hà làm chủ xuất bến ra biển hoạt động tại cửa Sông Đốc. Trên tàu có tất cả 7 thuyền viên gồm Nguyễn Công Toàn, con trai bà Hà, tên được gọi là To, làm tài công, Nguyễn Văn Hùng, Đoàn Văn Hùng, Trương Văn Trung, Phạm Chí Cường, Nguyễn Văn Của và Nguyễn Văn Tị. Sau đó, Đoàn Văn Hùng không làm biển được nên theo tàu khác vào bờ. Bà Hà thay thế Lê Văn Bình ra biển hoạt động cùng các thuyền viên khác. Sau khi ra biển, tàu hoạt động bình thường đến ngày 23 tháng 5. Trung bị To, Tị và Hùng gây thương tích lỗ tai phải, gãy 4 cái răng, dập môi, gối phải. Ngày 24 tháng 5, Bình bị To, Hùng gây thương tích trên cơ thể tại vùng bả vai phải và gãy 1 cái răng. Tuy nhiên, qua quá trình làm việc, Bình và Trung không yêu cầu xử lý hình sự mà yêu cầu bồi thường tiền thuốc điều trị. Công an thị trấn Sông Đốc đã 3 lần yêu cầu bà Hà đưa tàu vào bờ để làm rõ vụ việc, nhưng bà này chưa đưa tàu vào bờ nên không làm việc được với các đối tượng trên tàu và chưa xử lý được vụ việc. Vừa qua, Công an huyện Trần Văn Thời nắm được thông tin được đăng tải trên báo về vụ việc người đàn ông bị tấn công trên tàu cá. Theo cơ quan chức năng, hiện phương tiện đánh bắt thủy sản BT97993TS còn đang hoạt động trên biển. Còn hai nạn nhân là ông Trương Văn Trung và ông Lê Văn Bình cũng đang đi biển trên tàu khác chưa vào bờ. Hiện Công an huyện Trần Văn Thời đang phối hợp cùng đồn biên phòng Sông Đốc yêu cầu bà Phạm Thị Hà đưa tàu vào bờ để cơ quan chức năng làm việc với những người có liên quan. Nếu vụ việc có dấu hiệu phạm tội, cơ quan công an tiếp tục nhận tin báo khởi tố điều tra theo quy định của pháp luật. Dưới góc nhìn pháp lý, luật sư Nguyễn Thế Thọ, đoàn luật sư Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, dựa vào đoạn clip có thể thấy có dấu hiệu của tội cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác theo quy định tại điều 134 Bộ luật Hình sự 2015 sửa đổi bổ sung năm 2017 hoặc về tội theo quy định tại điều 140 Bộ luật Hình sự. Tuy nhiên, theo quy định tại khoản 1, điều 155 Bộ luật Tố tụng Hình sự năm 2015 sửa đổi, bổ sung năm 2021, thì trong 9 trường hợp cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng chỉ được khởi tố vụ án hình sự khi có yêu cầu của bị hại. Như vậy, có thể hiểu rằng nếu không có yêu cầu của bị hại thì vụ án không có căn cứ khởi tố vụ án. Trong các trường hợp này, có trường hợp phạm tội theo khoản 1, điều 134 Bộ luật Hình sự về tội cố ý gây thương tích và gây tổn hại sức khỏe của người khác. Do đó, trong vụ việc trên, để xác định có căn cứ khởi tố vụ án về tội cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác hay không, thì cơ quan công an cần tiến hành giám định tỷ lệ thương tật của bị hại để xác định có phạm tội theo khoản 1 điều 134 Bộ luật Hình sự hay không. Trường hợp kết quả xác định hành vi phạm tội không thuộc khoản 1 điều 134 mà phạm tội theo khoản 2 trở đi thì dù bị hại không yêu cầu xử lý hình sự nhưng cơ quan công an vẫn khởi tố vụ án. Bên cạnh đó, cơ quan công an có thể điều tra thêm để xác định có dấu hiệu của tội theo quy định tại điều 140 Bộ luật Hình sự. Tội này dù bị hại không đề nghị bị xử lý hình sự thì cơ quan công an vẫn khởi tố nếu có dấu hiệu phạm tội. Luật sư Thọ cũng cho biết thêm, trong trường hợp không xử lý hình sự thì hành vi của những người tham gia tấn công hai ngư dân sẽ bị xử lý hành chính theo quy định tại điểm A khoản 5 điều 7 Nghị định 144 năm 2021. Những thiệt hại do sức khỏe bị xâm phạm bao gồm chi phí hợp lý cho việc cứu chữa, bồi dưỡng phục hồi sức khỏe, thu nhập thực tế bị mất hoặc bị giảm sút. Chi phí hợp lý và phần thu nhập thực tế bị mất của người chăm sóc người bị thiệt hại trong thời gian điều trị.
Từ khi nạn nhân trình báo đến nay đã gần 6 tháng, thế nhưng vụ việc vẫn chưa được xử lý. Cho đến khi hai đoạn video clip được đăng tải và gây xôn xao trên mạng xã hội, dư luận bày tỏ ý kiến phải xem đây là vụ việc nghiêm trọng, có biện pháp xử lý nặng tay những đối tượng có hành động tàn nhẫn. Bên cạnh đó, nhiều người còn bày tỏ ý kiến dù nạn nhân không yêu cầu xử lý, cơ quan chức năng cần truy cứu tới cùng để ngăn chặn vụ việc xảy ra. Và liệu ngoài hai nạn nhân này còn có những nạn nhân nào khác cũng chịu cảnh tương tự hay không? Thưa quý vị, theo dõi vụ việc, ai cũng cảm thấy bức xúc, phẫn nộ trước những hành vi mất nhân tính của các đối tượng trong clip. Đến đây, dư luận đặt ra câu hỏi rằng, nếu tàu cá có các đối tượng trong vụ việc tiếp tục không chấp hành yêu cầu, không vào bờ để xử lý vụ việc, cơ quan chức năng sẽ thực hiện biện pháp nào? Bên cạnh điểm nóng về vấn đề Đài Loan, chuyến đi của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đến Trung Quốc cũng gây được sự chú ý không kém. Được biết, vừa qua Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã về đến Hà Nội, kết thúc tốt đẹp chuyến thăm chính thức Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa trong 2 ngày theo lời mời của Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. Trong chuyến thăm, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã hội đàm với Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, nhận huân chương hữu nghị của nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa do Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình thay mặt Đảng, Chính phủ Trung Quốc trao tặng. Hội kiến với Thủ tướng Quốc vụ viện Lý Khắc Cường, Ủy viên trưởng Ủy ban Thường vụ Nhân đại Toàn quốc Luật Chứng thư, Chủ tịch Chính hiệp Toàn quốc Uông Dương. Tại các cuộc hội đàm, hội kiến hai bên đã thông báo cho nhau về tình hình mỗi đảng, mỗi nước đi sâu, trao đổi ý kiến và đạt được nhiều nhận thức chung quan trọng về quan hệ hai đảng, hai nhà nước Việt Trung và tình hình quốc tế, khu vực hiện nay. Nhân dịp này, hai bên ký kết 13 văn kiện hợp tác giữa các ban, bộ, ngành, địa phương, kết thúc chuyến thăm. Hai bên đã ra tuyên bố chung Việt Nam-Trung Quốc về việc tiếp tục đẩy mạnh và làm sâu sắc hơn nữa quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Trung Quốc. Hai bên cho rằng Việt Nam và Trung Quốc vừa là láng giềng tốt, bạn bè tốt, núi, sông liền một dải, vừa là đồng chí tốt, đối tác tốt, cùng nhau chung chí hướng, chia sẻ vận mệnh chung, cùng dốc sức vì nhân dân hạnh phúc, đất nước giàu mạnh và sự nghiệp cao cả của hòa bình và phát triển của nhân loại. Hai bên nhất trí tiếp tục duy trì và tăng cường truyền thống tốt đẹp giao lưu cấp cao giữa hai đảng, hai nước thông qua các hình thức nhất trí phát huy tốt vai trò chỉ đạo, điều phối tổng thể của cơ chế gặp gỡ cấp cao hai đảng và vai trò điều phối thúc đẩy của cơ quan đối ngoại hai đảng. Nhấn mạnh hai nước Việt Nam và Trung Quốc kiên trì con đường xã hội chủ nghĩa với mục tiêu căn bản là mang lại sự phát triển phồn vinh và hạnh phúc cho nhân dân. Cần phát huy ưu thế gần gũi về địa lý và bổ sung lẫn nhau về ngành nghề, tăng cường hợp tác thực chất hiệu quả hơn nữa trên các lĩnh vực, đáp ứng tốt hơn lợi ích của nhân dân hai nước. Đồng thời, lãnh đạo hai bên cũng nhất trí về việc tăng cường giao lưu hữu nghị nhân dân hai nước, tăng cường triển khai giáo dục về tình hữu nghị Việt-Trung tới người dân, nâng cao hiểu biết lẫn nhau giữa nhân dân hai nước, đặc biệt là thế hệ trẻ. Hai bên đi sâu trao đổi ý kiến chân thành, thẳng thắn về vấn đề trên biển, cho rằng rà soát thỏa đáng bất đồng, duy trì hòa bình, ổn định ở Biển Đông vô cùng quan trọng. Nhất trí xử lý ổn thỏa về vấn đề trên biển, đóng góp tích cực cho hòa bình, an ninh lâu dài ở khu vực. Nhắc đến vấn đề Biển Đông, vẫn biết đây vốn là chủ đề gây tranh cãi nhiều năm qua giữa hai bên. Tuy nhiên, sau cuộc gặp gỡ này, vấn đề đã được hai nhà lãnh đạo đề cập và cho ra các tuyên bố chung liên quan. Để hiểu rõ hơn về vấn đề này, ông Lê Việt Trường, nguyên phó chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng An ninh của Quốc hội đã có những chia sẻ với chúng tôi như sau. Về nội dung liên quan đến vấn đề Biển Đông được nêu trong tuyên bố chung trong chuyến thăm của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tới Trung Quốc, ông cho rằng không chỉ dư luận Việt Nam, Trung Quốc quan tâm mà cả khu vực, các nước có quyền lợi liên quan đến Biển Đông đều quan tâm. Họ xem quan điểm chính trị của những người đứng đầu đảng và nhà nước của Việt Nam và Trung Quốc thể hiện như thế nào, nội dung trong tuyên bố chung của Việt Nam-Trung Quốc có liên quan đến vấn đề Biển Đông. Theo đó, hai bên đi sâu trao đổi ý kiến chân thành, thẳng thắn về vấn đề trên biển, cho rằng kiểm soát thỏa đáng, bất đồng, duy trì hòa bình ổn định ở Biển Đông vô cùng quan trọng. Nhất trí xử lý ổn thỏa vấn đề trên biển, đóng góp tích cực cho hòa bình an ninh lâu dài ở khu vực. Hai bên cam kết tiếp tục thúc đẩy, thực hiện toàn diện hiệu quả tuyên bố ứng xử của các bên ở Biển Đông DOC và tiếp tục thúc đẩy để có văn bản có giá trị pháp lý cao hơn, là bộ quy tắc ứng xử ở Biển Đông COC hiệu quả, có nội dung thực chất phù hợp với luật pháp quốc tế. Trong đó có Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển năm 1982, UNCLOS năm 1982, kiểm soát tốt bất đồng trên biển, không có hoạt động làm phức tạp tình hình và mở rộng tranh chấp, duy trì hòa bình ổn định ở Biển Đông và thúc đẩy hợp tác trên biển.
Ông Trường Tròn nhận định rằng đây là bước tiến rất quan trọng giữa hai nước trong vấn đề Biển Đông, bởi nếu như toàn bộ những tuyên bố, quan điểm của lãnh đạo cấp cao hai bên được triển khai thực tế, sẽ góp phần giữ gìn ổn định an ninh, an toàn trên khu vực Biển Đông, đảm bảo cho hoạt động của các ngành hàng hải, hàng không được duy trì và phát triển. Thứ hai, quan điểm của hai vị lãnh đạo cao nhất của Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng Cộng sản Trung Quốc là nền tảng để các cơ quan chuyên môn tiếp tục tiến tới để có thể có được văn bản thỏa thuận có giá trị pháp lý hơn. Được biết, không chỉ với chuyên gia Việt Nam mà truyền thông Trung Quốc cũng đã tin tưởng vào các thành tựu giới chức lãnh đạo hai bên đạt được sau cuộc gặp mặt. Trước đó, nghiên cứu viên Viện Nghiên cứu Chủ nghĩa Mác thuộc Viện Khoa học Xã hội Trung Quốc Phan Kim Nga cho phóng viên Thời báo Hoàn Cầu biết chuyến đi của ông Nguyễn Phú Trọng đã thể hiện tính chất đặc biệt quan trọng của mối quan hệ hai nước Trung Quốc-Việt Nam. Mối quan hệ đó vượt qua mối quan hệ song phương trên ý nghĩa nói chung có ý nghĩa chiến lược quan trọng. Đồng thời, bà cho biết mối quan hệ với Đảng, giữa Đảng Cộng sản Trung Quốc với Đảng Cộng sản Việt Nam có tác dụng dẫn dắt quan trọng đối với mối quan hệ nhà nước giữa hai nước. Kinh nghiệm lịch sử hơn 70 năm đã chứng minh điểm này. Hiện nay, bên trong hai nước đều đã tiến sang giai đoạn phát triển mới, có rất nhiều vấn đề mới về quản trị đất nước cần phải nghiên cứu bàn bạc. Cuộc gặp nhà lãnh đạo hai đảng sẽ đem lại động lực lớn cho sự hợp tác giữa các ban ngành chính phủ hai nước và các địa phương. Chuyến thăm của ông Nguyễn Phú Trọng phản ánh sự đoàn kết, nhất trí và mối quan hệ gắn kết trên lý thuyết giữa Đảng Cộng sản Trung Quốc và Đảng Cộng sản Việt Nam. Tờ Nam Hoa của Trung Quốc hôm đó dẫn phân tích của chuyên gia nghiên cứu về vấn đề quốc tế tại trường đại học Waseda ở Tokyo, Nhật Bản cho rằng chuyến thăm cấp cao là tín hiệu quan trọng mà Việt Nam gửi tới Trung Quốc và thế giới, tỏ rõ Hà Nội mong muốn giữ gìn quan hệ Trung Quốc-Việt Nam lành mạnh. Chuyên gia đó bình luận, chuyến thăm và điện chúc mừng của ông Nguyễn Phú Trọng cũng phù hợp với truyền thống đi lại giữa hai đảng. Sau mỗi lần Đảng Cộng sản Trung Quốc họp đại hội, Đảng Cộng sản Việt Nam đều cử đại sứ đặc biệt đi thăm Trung Quốc. Hơn nữa, đối với Trung Quốc, trong bối cảnh lớn, Mỹ không ngừng lâm le, xúi bẩy Đông Nam Á, cảnh giác với Trung Quốc. Việc quản lý mối quan hệ với Việt Nam cũng là một trong những ưu tiên về ngoại giao của Bắc Kinh. Được biết, trong mấy năm gần đây, sự cạnh tranh giữa các nước lớn mang lại ngày càng nhiều sự bất định trong tình hình khu vực. Tháng 9 năm nay, hai tuần sau khi Ủy viên Quốc vụ kiêm Ngoại trưởng Vương Nghị thăm Việt Nam, Đại sứ Mỹ tại Việt Nam lập tức nói mối quan hệ Việt-Mỹ không có hạn chế và tuyên bố Washington ủng hộ Việt Nam trên vấn đề tranh chấp chủ quyền tại Biển Đông. Phân tích cho rằng Mỹ đang tăng cường nỗ lực lôi kéo Việt Nam và các quốc gia Đông Nam Á. Thế nhưng Nam Hoa Tảo báo dẫn lời các chuyên gia nói do Việt Nam áp dụng chính sách quốc phòng 4-0 cộng thêm ký ức lịch sử về sự xâm lược của Mỹ và mâu thuẫn về ý thức hệ, Việt Nam và Mỹ không thể nào trở thành đồng minh quân sự. Chính sách 4-0 của Việt Nam là nói không tham gia liên minh quân sự, không liên kết với bất cứ quốc gia nào để chống lại quốc gia khác, không cho phép nước ngoài đặt căn cứ quân sự trên lãnh thổ Việt Nam hoặc lợi dụng lãnh thổ Việt Nam để chống lại quốc gia khác và trong quan hệ quốc tế không sử dụng hoặc đe dọa sử dụng vũ lực. Bà Phan Kim Nga cho phóng viên Thời báo Hoàn Cầu biết, cho dù mối quan hệ Trung Quốc-Việt Nam đứng trước những thử thách do các nhân tố quốc tế đem lại, nhưng hai nước đều là nước xã hội chủ nghĩa do Đảng Cộng sản lãnh đạo có lợi ích chiến lược chung. Hai đảng đều có nhu cầu nghiên cứu, thảo luận vấn đề làm thế nào để giữ gìn sự an toàn chế độ xã hội chủ nghĩa và sự an toàn cầm quyền của đảng trong tình thế mới. Bà Phan Kim Nga đồng thời cho biết có một hiện tượng đáng chú ý, nhất là trong mấy năm nay, sự hợp tác giữa năm nước xã hội chủ nghĩa trên thế giới đang được tăng cường. Triều Tiên, Việt Nam, Lào, Cuba trong các lần đại hội đảng khóa mới nhất đều tuyên bố rõ ràng là sẽ tăng cường sự hợp tác giữa các nước xã hội chủ nghĩa. Lần này, ông Nguyễn Phú Trọng thăm Trung Quốc sẽ giúp ích cho việc hai nước tăng cường sự tin cậy lẫn nhau về chính trị, quản lý bất đồng và phát triển mối quan hệ trên biển giữa hai nước. Trên đây là những thông tin cập nhật về diễn biến mới nhất trên Biển Đông của chúng tôi ngày hôm nay. Các bạn có suy nghĩ gì về những diễn biến mới này? Hãy để lại ý kiến của các bạn dưới phần bình luận. Hải quân Philippines hôm qua cáo buộc lực lượng hải cảnh Trung Quốc mạnh bạo chiếm một vật thể nổi mà binh sĩ Philippines đã dứt được ở Biển Đông. Nhưng phía Trung Quốc nói hai bên đã đàm phán thân thiện tại hiện trường. Phó đô đốc Alberto Carlos của Hải quân Philippines nói tàu Trung Quốc đã chặn đường họ hai lần và cuối cùng vớt lấy vật thể này. Các quan chức Trung Quốc chưa đưa ra phản hồi gì về cáo buộc. Mảnh vỡ được phát hiện lần đầu tiên vào hôm Chủ nhật lúc 6 giờ 45 phút giờ địa phương gần đảo Pagasa, Việt Nam gọi là đảo Thị Tứ, hiện do Philippines kiểm soát.
Phó Đô đốc Carlos nói. Ông nói thêm rằng các sĩ quan đã tiến hành đến hiện trường và tìm thấy một vật thể kim loại trôi nổi không xác định. Khi họ đang kéo vật thể về thì tàu tuần duyên Trung Quốc mang số hiệu 5203 đã tiếp cận vị trí của họ và sau đó chặn đường dự kiến của họ hai lần. Ông cho biết thuyền Trung Quốc sau đó đã cưỡng đoạt vật thể bằng cách cắt dây kéo gắn với xuồng cao su của Philippines. Không ai bị thương trong vụ việc. Ông nói thêm, người phát ngôn Westcom Cherry TikTok cho biết các thủy thủ đã không chiến đấu với vụ cưỡng đoạt này vì đó không phải là vấn đề sống còn. Bộ Ngoại giao Philippines cho biết họ đã biết tin và sẽ tiến hành xem xét. Hồi đầu tháng, các mảnh vỡ kim loại cũng được tìm thấy tương tự ngoài khơi đảo Bulacan thuộc tỉnh Palawan phía Tây và thị trấn Calistan thuộc tỉnh Silento Mindoro. Các quan chức nói họ tin rằng các mảnh này có khả năng là các bộ phận của tên lửa Long March 5B của Trung Quốc được phóng đi hồi đầu tháng 11 từ trung tâm phóng vũ trụ Văn Xương trên đảo Hải Nam. Đảo Hải Nam cách nơi vật thể mới nhất được tìm thấy hơn 1.000 km. Cơ quan vũ trụ Hoa Kỳ NASA trước đây đã kêu gọi Trung Quốc thiết kế tên lửa có thể trở thành nhiều mảnh nhỏ hơn khi quay trở lại trái đất theo tiêu chuẩn quốc tế. Vụ việc diễn ra khi Phó Tổng thống Mỹ đang chuẩn bị tới thăm đảo Palawan của Philippines nằm dọc theo vùng biển có tranh chấp nóng bỏng ở Biển Đông. Bà Harris và quan chức cấp cao nhất của Hoa Kỳ đến thăm kể từ khi Tổng thống Ferdinand Marcos lên nắm quyền và chuyến thăm nhiều khả năng nhằm khôi phục quan hệ với Manila. Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris trong chuyến công du Philippines ngày hôm qua đã tái khẳng định cam kết của Hoa Kỳ kích hoạt thỏa thuận phòng thủ chung nếu quân đội, tàu thuyền của chính quyền hay phi cơ Philippines hoạt động tại Biển Đông bị tấn công. Tuyên bố của lãnh đạo Mỹ được coi là một cảnh báo gửi đến Trung Quốc. Theo AFP, trong cuộc gặp Tổng thống Philippines Ferdinand Marcos, Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris khẳng định Hoa Kỳ luôn sát cánh với Manila để bảo vệ các quy tắc do luật pháp quốc tế liên quan đến Biển Đông. Về phần mình, Tổng thống Marcos đã nhấn mạnh vận mệnh của Philippines gắn liền với nước Mỹ. Lần đầu tiên một lãnh đạo cao cấp của Hoa Kỳ đến Philippines kể từ khi Tổng thống Marcos lên nắm quyền hồi tháng 6 năm 2022. Đây là một dấu hiệu cho thấy Washington và Manila xích lại gần nhau sau nhiều năm quan hệ song phương căng thẳng trong nhiệm kỳ của Tổng thống Rodrigo Duterte. Một trong các mục tiêu chính của chuyến đi của Phó Tổng thống Mỹ là thực thi thỏa thuận tăng cường hợp tác quốc phòng EDCA Mỹ-Philippines đạt được vào năm 2014 nhưng bị đình chỉ dưới thời Tổng thống tiền nhiệm Duterte. AFP dẫn lời một quan chức Hoa Kỳ đưa ra trước chuyến công du của Phó Tổng thống Harris. Theo đó, hai bên đã đàm phán để thúc đẩy việc hoàn tất thỏa thuận EDCA theo thỏa thuận ký kết năm 2014. Các lực lượng vũ trang Mỹ có quyền sử dụng 5 căn cứ quân sự tại Philippines để bố trí các phương tiện quân sự. Căng thẳng trên Biển Đông vẫn tiếp diễn trong nhiều năm do yêu sách của một số nước trong khu vực đối với quần đảo Trường Sa và Hoàng Sa. Các quốc gia liên quan đến tranh chấp quyền sở hữu vùng lãnh thổ này là Việt Nam và Trung Quốc. Ngoài ra, Brunei, Malaysia, Đài Loan và Philippines cũng tuyên bố chủ quyền một phần hoặc toàn bộ quần đảo. Ngoài vị trí chiến lược nằm ở ngã tư của Ấn Độ Dương và Thái Bình Dương, quần đảo Trường Sa và Hoàng Sa còn được các chuyên gia đánh giá là nơi tập trung trữ lượng dầu và khoáng sản lớn. Tại các hội nghị họp báo quốc tế, Bộ Ngoại giao Việt Nam luôn thể hiện rõ lập trường của Đảng, Nhà nước, Chính phủ về vấn đề tranh chấp ở Biển Đông. Hà Nội nhiều lần tái khẳng định chủ quyền đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa. Theo đó, Việt Nam có đầy đủ bằng chứng lịch sử và cơ sở pháp lý để khẳng định chủ quyền đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa phù hợp với luật pháp quốc tế cũng như chủ quyền và quyền tài phán đối với các vùng biển liên quan ở Biển Đông, vốn đã được xác lập phù hợp với Công ước Liên Hợp Quốc và Luật Biển năm 1982, UNCLOS năm 1982, cũng như Bộ Quy tắc ứng xử giữa các bên COC. Trung Quốc đã tiết lộ tham vọng kiểm soát toàn bộ Biển Đông qua kéo dài thương thuyết thỏa thuận COC với Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á ASEAN. Việc này thể hiện qua lập trường của Bắc Kinh khi bước vào trong vòng thương thuyết thứ hai với ASEAN về Bộ Quy tắc ứng xử ở Biển Đông COC. Vòng đàm phán chính thức thứ nhất giữa Trung Quốc và ASEAN diễn ra năm 2018 với hy vọng đạt được kết quả trong 3 năm, nhưng thất bại vì Trung Quốc khăng khăng đòi độc quyền toàn bộ Biển Đông, bao gồm cả hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa của Việt Nam. Tuy nhiên, sau phán quyết của Tòa trọng tài quốc tế ở La Hay, Hà Lan, trong phiên xét xử ngày 12 tháng 7 năm 2016,
Bắc yêu cầu của Trung Quốc đòi một phần lãnh hải do Philippines kiểm soát ở bãi Cỏ Mây và Hoàng Nham thuộc quần đảo Trường Sa. Trung Quốc đã giảm căng thẳng với ASEAN về COC. Hiện tại, ASEAN cho hay cuộc đàm phán thứ hai về văn kiện duy nhất COC với Trung Quốc sẽ tiếp tục. ASEAN và Trung Quốc càng ngày càng xa nhau về một giải pháp cho COC, trong khi Việt Nam, nước bị áp lực nặng nhất trong cuộc tranh chấp chủ quyền với Trung Quốc, tiếp tục cố gắng bảo vệ chủ quyền lãnh thổ. Bởi vì trong thời gian gần đây, Trung Quốc vẫn gia tăng các hoạt động tuần tra quân sự và tấn công, ngăn chặn các ngư dân Việt Nam đánh bắt ở vùng biển Hoàng Sa và Trường Sa. Bằng chứng này đã được thảo luận tại hội nghị các ngoại trưởng của ASEAN tại Jakarta, Indonesia ngày 26 tháng 10 năm 2022. Tại hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 38, các nhà lãnh đạo ASEAN đã bày tỏ quan ngại về diễn biến tình hình trên Biển Đông, trong đó có các hoạt động đơn phương làm gia tăng căng thẳng, suy giảm lòng tin, hủy hoại môi trường biển. Các nhà lãnh đạo ASEAN cũng tái khẳng định sự cần thiết phải tăng cường xây dựng lòng tin và tin cậy lẫn nhau, kiềm chế và không làm phức tạp tình hình, duy trì hòa bình, ổn định an ninh, an toàn và tự do hàng hải, hàng không ở Biển Đông. Các nước nhấn mạnh lập trường về việc giải quyết các tranh chấp bằng biện pháp hòa bình trên cơ sở luật pháp quốc tế, bao gồm Công ước của Liên Hợp Quốc về luật biển UNCLOS năm 1982. Hội nghị cũng khẳng định lại tầm quan trọng của việc thực hiện đầy đủ và hiệu quả tuyên bố về ứng xử của các bên ở Biển Đông DOC, hoan nghênh việc nối lại đàm phán Bộ Quy tắc ứng xử ở Biển Đông COC giữa ASEAN và Trung Quốc. Các nước nhấn mạnh sự cần thiết duy trì môi trường thuận lợi cho đàm phán COC và tiếp tục nỗ lực hướng tới COC hiệu quả, thực chất, phù hợp với luật pháp quốc tế, bao gồm UNCLOS. Việt Nam cho rằng ASEAN cần thể hiện bản lĩnh và vai trò tự chủ trong duy trì hòa bình, an ninh và ổn định trên biển, khẳng định kiên trì lập trường, nguyên tắc về Biển Đông. Thủ tướng nhấn mạnh các nước cần thúc đẩy mạnh mẽ cam kết tuân thủ luật pháp quốc tế, hành xử trách nhiệm, kiềm chế, không có hành động gây căng thẳng, làm phức tạp tình hình. Tổng thư ký Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á ASEAN Datolim Lokhoi xác nhận cả ASEAN và Trung Quốc tái khẳng định mong muốn xúc tiến đàm phán và sớm ký kết một COC thực chất và hiệu quả. ASEAN sẽ tiếp tục làm việc cùng Trung Quốc về các biện pháp xây dựng lòng tin và phòng ngừa nhằm củng cố sự tin cậy giữa các bên, tạo điều kiện thuận lợi cho đàm phán COC. Tin Bộ Ngoại giao Việt Nam ngày thứ Bảy vừa qua, một đoạn duy nhất nói về Biển Đông được ghi ở phần cuối của tuyên bố nói rằng hai bên đồng ý tiếp tục thúc đẩy thực hiện toàn diện, hiệu quả tuyên bố ứng xử của các bên ở Biển Đông DOC trên cơ sở hiệp thương nhất trí sớm đạt được Bộ Quy tắc ứng xử ở Biển Đông COC hiệu quả, có nội dung thực chất phù hợp với luật pháp quốc tế, trong đó có Công ước Liên Hợp Quốc về luật biển năm 1982, UNCLOS 1982, kiểm soát tốt bất đồng trên biển, không có hành động làm phức tạp tình hình và mở rộng tranh chấp, duy trì hòa bình ổn định ở Biển Đông và thúc đẩy hợp tác trên biển. Thực ra, ngôn ngữ này không có gì mới mà chỉ lặp lại những sáu ngữ hai bên thường đưa ra trong các cuộc gặp lãnh đạo hai nước. Sự kiện này cho thấy khi các cuộc đàm phán về Biển Đông vẫn đóng băng và chừng nào Trung Quốc còn khăng khăng nói rằng toàn bộ biển đảo và vùng nước xung quanh ở Hải Nam là của Trung Quốc từ thời cổ đại thì cuộc chiến bảo vệ chủ quyền của Việt Nam còn gian nan. Vừa qua, Hội nghị Thượng đỉnh ASEAN lần thứ 40 và 41 đã diễn ra, tập trung đề cập và giải quyết các vấn đề tồn tại cũng như định hướng lối đi tiếp theo cho khu vực trong những năm tới. Được biết, Tổng thống Philippines, ông Ferdinand Bongbong Marcos cũng đã đến Campuchia tham dự Hội nghị Thượng đỉnh Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á ASEAN lần thứ 40 và 41. Ông Marcos cam kết ưu tiên các lợi ích của Philippines và giải quyết tranh chấp Biển Đông tại hội nghị lần này. Sự tham gia của tôi sẽ thúc đẩy cho bảo vệ lợi ích của Philippines trong ASEAN, ông nói. Ông cũng chú trọng hợp tác khu vực về an ninh hàng hải, biến đổi khí hậu, an ninh lương thực, hợp tác y tế và phục hồi kinh tế. Chúng tôi sẽ giải quyết các vấn đề khu vực như đại dịch, tình hình ở Myanmar, diễn biến ở Biển Đông và xung đột đang diễn ra giữa Nga và Ukraine, cùng những vấn đề quan trọng khác, nhà lãnh đạo nói thêm. Ông Marcos cho biết Philippines ủng hộ vai trò trung tâm của ASEAN, vai trò chủ tịch luân phiên của nước chủ nhà Campuchia và ủng hộ Indonesia trong việc tiếp quản vị trí này trong năm tới. Trước đó, trợ lý ngoại trưởng Philippines, ông Daniel Espiritu cho biết Manila tiên phong trong việc kêu gọi thực thi thỏa thuận 5 điểm mà ASEAN đã ban hành năm ngoái về vấn đề Myanmar.
Thỏa thuận này gồm kêu gọi chấm dứt bạo lực ở Myanmar, đối thoại giữa tất cả các bên, hỗ trợ nhân đạo từ ASEAN và cho phép đặc phái viên ASEAN tới thăm Myanmar. Được biết, liên quan đến vấn đề Myanmar tại hội nghị thượng đỉnh lần này, áp lực đã gia tăng nhiều hơn với các nhà lãnh đạo Đông Nam Á. Theo đó, từ Phnom Penh, đặc phái viên Thanh Phương cho biết áp lực đặc biệt đến từ các tổ chức phi chính phủ, chẳng hạn như trong một thông cáo đưa ra ngày 1 tháng 11 năm 2022, tổ chức Human Rights Watch đã kêu gọi các chính phủ dự thượng đỉnh ASEAN hãy ủng hộ việc ban hành các trừng phạt nặng nề hơn và các biện pháp khác để chặn đứng những vụ vi phạm nhân quyền trầm trọng của tập đoàn quân sự Miến Điện. Vài ngày trước khi khai mạc thượng đỉnh ASEAN tổ chức công lý cho Miến Điện, Justice for Myanmar tố cáo việc ASEAN bổ nhiệm tư lệnh không quân Miến Điện làm chủ tịch hội nghị tư lệnh không quân các nước ASEAN năm 2023, trong khi tập đoàn quân sự gia tăng sử dụng không quân để phạm các tội ác chống nhân loại và tội ác chiến tranh đối với người dân nước họ. Không những thế, ASEAN còn tiếp tục để cho tập đoàn quân sự Miến Điện kiểm soát trang web về chống khủng bố của ASEAN, sử dụng trang web này như một công cụ tuyên truyền. Tổ chức công lý cho Miến Điện yêu cầu ASEAN rút lại quyết định bổ nhiệm chủ tịch hội nghị tư lệnh không quân các nước ASEAN và loại Miến Điện ra khỏi mọi cuộc họp và hoạt động của khối này. Đáp lại những lời kêu gọi đó, tại Phnom Penh hôm qua, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Campuchia đã đề nghị nên chờ kết quả của các cuộc họp thượng đỉnh về một giải pháp cho khủng hoảng Miến Điện. Ông Chung Sori nhấn mạnh đến vai trò mang tính xây dựng của ASEAN cũng như những nỗ lực của Campuchia trong cương vị chủ tịch luân phiên của ASEAN để cứu giúp Miến Điện trở lại như trước đây. Thông qua việc thực hiện bản đồng thuận 5 điểm mà Tập đoàn Quân sự và ASEAN đã đạt được vào tháng 4 năm ngoái, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Campuchia cho biết để bảo đảm việc tôn trọng đầy đủ và thực sự bản đồng thuận 5 điểm và để nhanh chóng giải quyết khủng hoảng Miến Điện. Trong một cuộc họp gần đây tại Rakasta, các ngoại trưởng ASEAN đã thông qua những khuyến nghị sẽ được đệ trình lên các lãnh đạo Đông Nam Á để xem xét trong thượng đỉnh lần này. Một trong những khuyến nghị đó là trừ phi tập đoàn quân sự có những tiến bộ trong việc thực hiện bản đồng thuận 5 điểm, ASEAN sẽ hạn chế hơn nữa việc tham gia của Miến Điện vào các cuộc họp của khối này, nhưng không có dấu hiệu nào cho thấy các lãnh đạo ASEAN sẽ có những biện pháp chi tiết hơn trên vấn đề Miến Điện. Và như đã đề cập, bên cạnh Myanmar thì vấn đề Biển Đông cũng được các nhà lãnh đạo hết sức quan tâm tại hội nghị lần này. Theo đó, phát biểu trong cuộc họp báo về kết quả hội nghị cấp cao ASEAN và các cuộc họp liên quan tại thủ đô Phnom Penh, ông Khong Phok, Quốc vụ Khanh, Bộ Ngoại giao và Hợp tác Quốc tế Campuchia, kiêm phát ngôn viên hội nghị ASEAN 2022 cho biết Biển Đông vẫn là chủ đề quan trọng của khu vực. Trong những năm gần đây, tình hình Biển Đông đã trở nên yên bình hơn, không còn căng thẳng như trước đây. Ông Khong Phok khẳng định các bên liên quan đều hiểu rằng để giải quyết được vấn đề Biển Đông thì cần phải có thời gian. Năm nay, ASEAN đã ra tuyên bố chung chúc mừng kỷ niệm 20 năm xây dựng bản tuyên bố về ứng xử của các bên ở Biển Đông DOC liên quan đến các cuộc đàm phán về bộ quy tắc ứng xử tại Biển Đông COC. Ông Khong Phok cho rằng các bên cần phải gặp trực tiếp, khó có thể thảo luận thông qua hệ thống trực tuyến được. Ông bày tỏ hy vọng rằng sau khi dịch COVID-19 đã được khống chế thì các bên sẽ tích cực hơn nữa nhằm sớm đạt được bộ quy tắc ứng xử ở Biển Đông COC. Trong hội nghị cấp cao ASEAN vừa qua, vấn đề Biển Đông luôn nhận được sự quan tâm trao đổi sâu rộng của lãnh đạo các nước ASEAN, trong đó lãnh đạo các nước ASEAN khẳng định tầm quan trọng và trách nhiệm của các nước trong duy trì hòa bình, an ninh, ổn định ở Biển Đông. Nhấn mạnh việc thực hiện đầy đủ và hiệu quả DOC, sớm đạt được bộ quy tắc ứng xử ở Biển Đông COC hiệu quả, thực chất cho phù hợp với luật pháp quốc tế, trong đó có Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển UNCLOS năm 1982. Đưa ra những nhận định về hội nghị lần này, Đại sứ Việt Nam tại Vương quốc Campuchia Nguyễn Huy Tăng cũng đã thể hiện sự đồng quan điểm với những quyết định của hội nghị. Theo đó, ông cho biết, trong năm 2022 cũng như các năm trước đây, ASEAN rất coi trọng các cơ chế đối tác, đối thoại và chính các cơ chế này đã phát huy rất tốt hiệu quả trong ứng xử nội khối và giữa ASEAN với các đối tác trong giải quyết các vấn đề khu vực quốc tế trong thời gian qua. Trong năm 2022, với vai trò là chủ tịch ASEAN, Campuchia đã thúc đẩy mạnh mẽ các cơ chế này để thống nhất đồng thuận ASEAN trong ứng xử với các vấn đề khu vực như Myanmar, xung đột Nga-Ukraine và Biển Đông. Tuy nhiên, Đại sứ Nguyễn Huy Tăng đã nhấn mạnh thêm một điểm khác biệt khi ông đưa ra đánh giá đối thoại là chìa khóa để giải quyết hòa bình các vấn đề và tranh chấp quốc tế.
Do đó, các cơ chế đối tác đối thoại của ASEAN sẽ tiếp tục được thúc đẩy trong thời gian tới. Về vấn đề Myanmar, Đại sứ Nguyễn Huy Tăng cho rằng, với tư cách là một thành viên ASEAN, việc Myanmar thực hiện đầy đủ đồng thuận 5 điểm với sự hỗ trợ của ASEAN là cách thức khả thi nhất tiến tới một giải pháp thỏa đáng lâu dài cho quốc gia này. ASEAN cần tiếp tục phát huy các cơ chế đối thoại, duy trì các nguyên tắc của mình, trong đó có tôn trọng độc lập chủ quyền và không can thiệp vào công việc nội bộ của nhau, là đầu mối tập hợp và điều tiết các nỗ lực quốc tế hỗ trợ Myanmar. Về tiến trình đàm phán dự thảo bộ quy tắc ứng xử của các bên ở Biển Đông COC, Đại sứ Nguyễn Huy Tăng cho rằng đối thoại là giải pháp tốt nhất. Từ ngày 1 đến ngày 3 tháng 10 vừa qua, tại Campuchia đã diễn ra cuộc họp thứ 37, nhóm công tác chung ASEAN và Trung Quốc về thực hiện tuyên bố về ứng xử của các bên ở Biển Đông DOC. Tại cuộc họp, ASEAN và Trung Quốc đã trao đổi về tình hình Biển Đông, việc thực hiện DOC và xây dựng COC khẳng định tầm quan trọng của hòa bình, an ninh, tự do hàng hải và hàng không ở Biển Đông, nhấn mạnh việc tự kiềm chế không có hành động gây phức tạp tình hình, giải quyết tranh chấp thông qua luật pháp quốc tế, trong đó có Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển UNCLOS 1982, ASEAN và Trung Quốc đều mong muốn sớm đạt được COC. Đại sứ Nguyễn Huy Tăng nêu rõ các hội nghị của ASEAN trong năm 2022, cũng như hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 40-41 và các hội nghị cấp cao liên quan diễn ra trong bối cảnh tình hình thế giới khu vực phức tạp khó lường, đặt ra nhiều thách thức đối với hòa bình, ổn định và phát triển. Trên tinh thần thiện chí, trách nhiệm và chủ động, Việt Nam mong muốn góp phần tăng cường hợp tác khối và với các nước đối tác, đặc biệt trong lĩnh vực kinh tế, thương mại đầu tư, ổn định chuỗi cung ứng, chuỗi sản xuất, chuỗi lao động, ứng phó với biến đổi khí hậu, kết nối kinh tế, chuyển đổi số, tăng trưởng xanh, bền vững và đẩy nhanh tiến trình phục hồi kinh tế sau dịch COVID-19. Trên bình diện an ninh, Việt Nam mong muốn thúc đẩy đối thoại và hợp tác để thu hẹp khác biệt, gia tăng điểm tương đồng giữa các nước ASEAN, góp phần củng cố đoàn kết, thống nhất và vai trò trung tâm của ASEAN, thúc đẩy tiến trình xây dựng cộng đồng ASEAN. Việt Nam cùng ASEAN và các nước đối tác sẽ trao đổi thực chất, đối thoại thẳng thắn để nâng cấp và làm sâu sắc quan hệ các đối tác, tìm giải pháp hòa bình thỏa đáng cho các vấn đề quốc tế, tham gia tích cực thiện chí phát huy giá trị đối thoại và hợp tác với các cơ chế cho ASEAN dẫn dắt, tôn trọng vai trò trung tâm của ASEAN, đóng góp có trách nhiệm cho hòa bình, an ninh, ổn định và phát triển ở khu vực và thế giới. Nói về vai trò điều hành của Campuchia trên cương vị Chủ tịch Luân phiên ASEAN năm 2022, Đại sứ Nguyễn Huy Tăng cho biết từ đầu năm đến nay, Campuchia đã tổ chức rất nhiều hội nghị với các lĩnh vực chuyên ngành để tạo sự đồng thuận của các nước ASEAN. Campuchia đã chủ động và tích cực vận động các nước ASEAN tham gia đóng góp vào việc tìm kiếm giải pháp phù hợp với vấn đề Myanmar và đẩy mạnh thực hiện đồng thuận 5 điểm của ASEAN về vấn đề Myanmar. Các nước thành viên ASEAN đều thể hiện rõ lập trường và thái độ của mình trong vấn đề Myanmar, thông qua đó tạo được sự đồng thuận cao về việc tiếp tục duy trì các nguyên tắc cơ bản của ASEAN nhằm phát huy vai trò trung tâm của ASEAN trong các cấu trúc khu vực cũng như đối với các vấn đề toàn cầu trong vai trò nước Chủ tịch Luân phiên ASEAN năm 2022. Campuchia đã hết sức nỗ lực nhằm đảm bảo cho thành công của hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 40-41 và các hội nghị cấp cao liên quan. Về công tác lễ tân, hậu cần nước chủ nhà sử dụng tối đa các khách sạn ở Phnom Penh, đội hình xe ô tô dịch vụ để phục vụ chu đáo cho các đoàn, công tác an ninh cũng được đặc biệt quan tâm. Từ nhiều tháng nay, lực lượng cảnh sát và các lực lượng đặc nhiệm khác đã được tập huấn về các giải pháp, biện pháp nhằm đảm bảo an ninh an toàn tuyệt đối cho các hội nghị, trung tâm báo chí và hoạt động cung cấp thông tin cho giới báo chí trong nước và quốc tế đến tác nghiệp. Đưa tin về hội nghị cũng được phía chủ nhà Campuchia chuẩn bị khá chu đáo. Với sự ủng hộ và hỗ trợ của các nước thành viên ASEAN cũng như các nước bạn bè trên thế giới, chắc chắn các hội nghị sẽ được tổ chức thành công, đáp ứng được kỳ vọng và mong đợi của các nước ASEAN cũng như cộng đồng quốc tế. Cập nhật những diễn biến mới nhất trong khu vực hiện nay được biết sau cuộc họp thượng đỉnh giữa các nước Đông Nam Á. Vào chiều hôm qua tại Phnom Penh, Campuchia đã diễn ra cuộc họp thượng đỉnh ASEAN-Trung Quốc lần thứ 25. Trong đó, Thủ tướng Lý Khắc Cường đã kêu gọi thắt chặt quan hệ giữa Bắc Kinh với các nước Đông Nam Á. Từ Phnom Penh, đặc phái viên Thanh Phương phát biểu. Trong bài phát biểu mở đầu cuộc họp, Thủ tướng Lý Khắc Cường khẳng định quan hệ mậu dịch giữa Trung Quốc với ASEAN trong thời gian qua đã và đang tiếp tục phát triển, cho dù có đại dịch COVID-19, cho dù tình hình thế giới phức tạp. Có lẽ đây là cách để nhắc khéo các nước Đông Nam Á về vai trò quan trọng của Trung Quốc đối với khối này. Và như để trấn an các nước Đông Nam Á, nhất là các nước có tranh chấp chủ quyền với Trung Quốc ở Biển Đông,
Ông Lý Khắc Cường tuyên bố cả ASEAN lẫn Trung Quốc đều muốn duy trì hòa bình và ổn định ở vùng biển này. Thủ tướng Trung Quốc nhắc lại năm nay là kỷ niệm 20 năm bản tuyên bố về ứng xử của các bên ở Biển Đông DOC. Trung Quốc và ASEAN đang tiếp tục thương lượng để đạt được bộ quy tắc ứng xử trên Biển Đông COC. Trung Quốc sẽ lưu tâm đến lợi ích tất cả các bên cũng như sẽ tuân thủ luật pháp quốc tế, trong đó có Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển năm 1982. Về điểm này, Tổng thống Philippines Ferdinand Marcos kêu gọi các lãnh đạo ASEAN nhanh chóng đúc kết bộ quy tắc ứng xử Biển Đông. Tổng thống Philippines nhấn mạnh rằng bộ quy tắc này phải được soạn thảo dựa trên luật pháp quốc tế. Trong cuộc họp với lãnh đạo các nước Đông Nam Á, phía Trung Quốc đã công bố 5 điểm mà Chủ tịch Tập Cận Bình đề nghị nhằm thắt chặt quan hệ giữa Bắc Kinh với ASEAN với cam kết đầu tư tổng cộng 1,5 tỷ đô la cho các dự án phát triển trong 3 năm tới. Theo thông báo của Thủ tướng Hun Sen trên mạng xã hội, điều đầu tiên mà ông Tập Cận Bình đề nghị đó là xây dựng một ngôi nhà hòa bình chung với Trung Quốc, sẵn sàng tăng cường hợp tác với các nước Đông Nam Á về quốc phòng, chống tội phạm xuyên quốc gia và ký hiệp định vùng không vũ khí hạt nhân Đông Nam Á. Theo nhiều nhà quan sát, động thái này của Trung Quốc diễn ra trước khi Tổng thống Joe Biden đến Phnom Penh hôm nay, nỗ lực lôi kéo các nước Đông Nam Á hiện ngày càng khó xử trước cuộc cạnh tranh chiến lược Trung. Thế nhưng, ngay sau động thái này của Trung Quốc, Nhật Bản và các đồng minh cũng không chịu ngồi yên trước cảnh mất đi một đối tác tiềm năng. Theo đó, trong khuôn khổ hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 40-41 và các hội nghị cấp cao liên quan, ASEAN cũng có thêm một số cuộc gặp cấp cao với từng đối tác Nhật Bản, Hoa Kỳ và Canada. Tại hội nghị, các lãnh đạo ASEAN và đối tác đã kiểm điểm, đánh giá hợp tác hai bên thời gian qua và trao đổi, đề ra những định hướng phát triển quan hệ ASEAN với các đối tác, đồng thời dành thời gian trao đổi với các vấn đề khu vực và quốc tế từng quan tâm. Các đối tác nhấn mạnh coi trọng quan hệ với ASEAN, cam kết tiếp tục hỗ trợ ASEAN xây dựng cộng đồng và hội nhập khu vực, ủng hộ vai trò trung tâm của ASEAN và tham gia đóng góp trách nhiệm và xây dựng vào những nỗ lực của ASEAN nhằm ứng phó với hiệu quả các thách thức chung, thúc đẩy xây dựng cấu trúc khu vực rộng mở, bao trùm, minh bạch và đề cao luật pháp quốc tế. Tại hội nghị cấp cao ASEAN-Hoa Kỳ lần thứ 10, bày tỏ vui mừng gặp lại sau hội nghị cấp cao đặc biệt hồi tháng 5 năm 2022 tại Washington, lãnh đạo các nước ASEAN và Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden đánh giá cao tầm quan trọng của mối quan hệ đối tác với hòa bình, an ninh và phát triển thịnh vượng ở khu vực và trên thế giới. Nhân dịp này, các lãnh đạo ASEAN và Hoa Kỳ đã thông qua tuyên bố chung thiết lập quan hệ đối tác chiến lược toàn diện giữa hai bên. Tổng thống Joe Biden khẳng định coi trọng quan hệ với ASEAN, cam kết ủng hộ vai trò trung tâm của ASEAN và quan điểm ASEAN về Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương. Mong muốn phối hợp chặt chẽ cùng ASEAN đẩy mạnh triển khai quan hệ đối tác chiến lược toàn diện ASEAN-Hoa Kỳ vừa được thiết lập, mở ra kỷ nguyên mới trong quan hệ hai bên, chung tay cùng ASEAN ứng phó hiệu quả các thách thức chung khu vực và toàn cầu. Nhân dịp này, Tổng thống Biden công bố hỗ trợ thêm 850 triệu đô la Mỹ cho khu vực ASEAN trong năm 2023 nhằm thúc đẩy hợp tác thực chất và hiệu quả giữa hai bên. ASEAN và Hoa Kỳ hoan nghênh những tiến triển hợp tác tích cực giữa hai bên trong thời gian qua, trong đó có những kết quả đáng khích lệ trong triển khai kế hoạch hành động ASEAN-Hoa Kỳ giai đoạn 2021-2025. Năm 2021, Hoa Kỳ là đối tác thương mại lớn thứ hai và là nhà đầu tư trực tiếp nước ngoài FDI lớn nhất của ASEAN, chiếm 23% trong tổng số FDI vào khu vực. Thời gian tới, ASEAN và Hoa Kỳ nhất trí tiếp tục ưu tiên thúc đẩy phục hồi toàn diện, hướng tới phát triển xanh bền vững, cùng với các nỗ lực duy trì và thúc đẩy trao đổi thương mại, đầu tư ổn định chuỗi cung ứng. ASEAN cũng mong muốn cùng Hoa Kỳ tiếp tục nỗ lực nâng cao năng lực y tế, đồng thời mở rộng hợp tác trong nhiều lĩnh vực mới như ứng dụng khoa học công nghệ, phát triển cơ sở hạ tầng bền vững, chuyển đổi số, năng lượng tái tạo, bảo vệ môi trường, ứng phó biến đổi khí hậu, hợp tác bền vững, phát triển kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn. Tiếp đến là hội nghị cấp cao ASEAN-Nhật Bản lần thứ 25. Lãnh đạo các nước ASEAN và Thủ tướng Nhật Bản Kishida Fumio hoan nghênh những tiến triển tích cực trong quan hệ ASEAN-Nhật Bản thời gian qua. Hợp tác kinh tế ASEAN-Nhật Bản là một điểm sáng trong nỗ lực phục hồi và phát triển bền vững của khu vực. Năm 2021, Nhật Bản là đối tác thương mại lớn thứ 3 của ASEAN với tổng kim ngạch thương mại đạt 240,2 tỷ đô la Mỹ. Thủ tướng Nhật Bản Kishida Fumio nhấn mạnh coi trọng mối quan hệ đối tác gần 5 thập kỷ với ASEAN, tái khẳng định ủng hộ đoàn kết vai trò trung tâm của ASEAN trong cấu trúc khu vực cũng như quan điểm ASEAN về Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương, cam kết tiếp tục tích cực tham gia, đóng góp tích cực hiệu quả vào các cơ chế do ASEAN chủ trì.
hướng tới kỷ niệm 50 năm quan hệ vào năm 2023 với khẩu hiệu tình hữu nghị vàng, những cơ hội vàng, ASEAN và Nhật Bản nhất trí phối hợp chặt chẽ tổ chức thành công hội nghị cấp cao kỷ niệm vào tháng 12 năm 2023 tại Tokyo, cùng nhìn lại chặng đường đã đi qua và định hướng phát triển trong giai đoạn tiếp theo, tạo thêm xung lực mới cho sự phát triển mạnh mẽ hơn trong tương lai. Nhìn về tương lai, ASEAN và Nhật Bản nhất trí tập trung hỗ trợ lẫn nhau, thúc đẩy phục hồi toàn diện, trong đó phục hồi kinh tế là động lực chính, trong khi tiếp tục hỗ trợ nhau kiểm soát đại dịch. Nhật Bản cam kết hỗ trợ ASEAN nâng cao năng lực tự cường y tế, trong đó tiếp tục hỗ trợ trung tâm ASEAN ứng phó với các tình huống y tế công cộng khẩn cấp và dịch bệnh mới nổi vận hành. ASEAN mong muốn cùng Nhật Bản nỗ lực duy trì và thúc đẩy trao đổi thương mại, đầu tư, ổn định chuỗi sản xuất và cung ứng tại khu vực, triển khai hiệu quả Hiệp ước Đối tác Kinh tế Toàn diện ASEAN-Nhật Bản và Hiệp hội Đối tác Kinh tế Toàn diện khu vực, đồng thời đẩy mạnh hợp tác chống khủng bố và tội phạm xuyên quốc gia, hợp tác đảm bảo an ninh biển, quản lý thiên tai, giao lưu nhân dân, thanh niên đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, năng lượng, ứng phó với biến đổi khí hậu, chuyển đổi năng lượng sạch và tăng trưởng xanh. Còn với Canada, được biết hội nghị cấp cao kỷ niệm 45 năm ASEAN-Canada, lãnh đạo các nước ASEAN và Thủ tướng Canada Justin Trudeau đã hoan nghênh những kết quả đáng khích lệ đạt được trong 45 năm đối thoại và hợp tác giữa ASEAN và Canada. Thủ tướng Canada Justin Trudeau khẳng định Canada luôn là đối tác tin cậy trước sau như một của ASEAN, coi trọng quan hệ với ASEAN, nhấn mạnh ASEAN giữ vị trí trung tâm trong chiến lược Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương của Canada sắp công bố và mong muốn nâng cấp quan hệ ASEAN-Canada lên đối tác chiến lược. Hợp tác hai bên thời gian qua, trong đó có hợp tác kinh tế thương mại ghi nhận những tiến triển tích cực. Trong năm 2021, kim ngạch thương mại hai chiều tăng 17,5% và đầu tư của Canada vào ASEAN tăng 4,6%. Hai bên nhất trí triển khai đàm phán Hiệp ước Thương mại Tự do FTA ASEAN-Canada. Các nước ASEAN đánh giá cao Canada đã tích cực hỗ trợ phòng chống dịch bệnh COVID-19 trong thời gian vừa qua. Về định hướng phát triển thời gian tới, các lãnh đạo ASEAN và Canada chia sẻ, nhận định còn nhiều tiềm năng để phát triển quan hệ hai bên. Trước mắt, tập trung hỗ trợ lẫn nhau, thúc đẩy phục hồi toàn diện, hướng tới phát triển xanh bền vững. Theo đó, hai bên nhất trí việc tiếp tục phối hợp kiểm soát và đẩy lùi đại dịch, hỗ trợ nâng cao năng lực tự cường y tế, đẩy mạnh trao đổi thương mại và đầu tư, nỗ lực đàm phán xây dựng FTA ASEAN-Canada, mang lại lợi ích thiết thực cho người dân và doanh nghiệp hai bên, tăng cường hợp tác chống khủng bố và tội phạm xuyên quốc gia, giáo dục đào tạo, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, phát triển cơ sở hạ tầng khoa học công nghệ, chuyển đổi số, quản lý thiên tai, bảo vệ môi trường, biến đổi khí hậu, thu hẹp khoảng cách phát triển, qua đó góp phần nâng tầm và phát triển toàn diện quan hệ đối tác ASEAN-Canada trong thời gian tới. Có thể thấy, chỉ qua các hội nghị trên với các quốc gia đối tác đã chứng tỏ được vị thế cũng như vai trò của ASEAN trên chính trường quốc tế. Giữa bối cảnh quốc tế bị bao quanh bởi nhiều căng thẳng cạnh tranh, một khu vực địa chính trị nổi bật như ASEAN sẽ càng bị dòm ngó và để ý nhiều hơn. Chính vì thế, để đưa khu vực lên đà phát triển nhanh chóng cũng như tránh được các căng thẳng xung đột, sẽ yêu cầu một đường lối chính sách phát triển đặc biệt đến từ các giới lãnh đạo, các nước trong khu vực. Cho năm 2023 tới, Indonesia sẽ tiếp bước Campuchia để nắm giữ vai trò chủ tịch mới của ASEAN theo cơ chế luân phiên. Mong rằng dưới sự dẫn dắt của Indonesia cũng như các lãnh đạo khác trong khu vực, ASEAN sẽ ngày càng phát triển và đạt được vị thế cao hơn trong mắt bạn bè quốc tế trên chính trường quốc tế.